tất cả lý do mà anh giấu em từ bấy lâu nay. Hơn 20 năm nay anh đã canh cánh nỗi lo này ở trong lòng. Vậy mà em cứ nghĩ anh bỏ mẹ con em. Anh có biết những ngày tháng đó gia đình mình đã xảy ra biết bao nhiêu biến cố không? Anh biết. Anh biết hết. Bà con ở dưới quê đã nói cho anh nghe hết chuyện này rồi. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Cảm ơn em để làm gì? À, sao anh quên ở trong nhà mà đi tìm vậy? Anh phải dọn lại khắp nơi, từ dưới quê cho tới trên này. Đi hết cả trăm cái cửa hàng đồ gỗ, mấy chục cái công ty. Cũng may mà ông trời còn thương anh. Cuối cùng rồi thì anh cũng gặp được em. Thôi, em uống nước đi. Thảo à, mấy lâu nay em sống ra sao? Có khỏe không? Con mình là trai hay gái vậy em? Còn đi học hay là đã đi làm rồi? Tới giờ em phải về nấu cơm cho người ta rồi. Chị Thảo. Thảo. Thôi mặt trễ rồi. Em đất ơi, ông chủ kêu con về chở vú đi chợ. Về nhà không thấy vú đâu hết trơn à. Chạy ra chợ cũng không thấy vú nữa, chạy lòng vòng nãy giờ kiếm vú. Hên gặp vú ở đây á. Đi. Cái gì vậy? Ủa, ai vậy vú? Thì người quen của vú. Bà con dưới quê mới lên. Trời ơi, cái gì vậy? Bà con dưới quê lên sao vú không kêu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi? Tự nhiên rồi đứng đây. Con nằm như nhà đó là nhà của vú vậy. Muốn đưa ai lên cũng được. Thôi về đi, trễ rồi, nhiều chuyện quá. Trễ đâu mà trễ. Gặp người dưới quê lên con thấy thương con nói vậy thôi. Tự nhiên la con kỳ cục. Chú ơi, chú uống nước rồi mát mát chú về sau ha. Con với vú về trước. Có gì quẩn quẩn chú qua chú thăm vú. Chú nói con ra con mở cửa cho chú vô ha. Tấn, làm như nhà của mình vậy đó. Muốn dẫn ai về nhà cũng được. Bữa nay con kỳ cục lắm nha. Con thấy chú mới kỳ cục cái gì đâu mà lúc ẩn, lúc hiện, lúc tàng hình vậy. Con thấy chú này quen quen lắm chú ơi. Giờ có chịu về không? Chú ở về sau nha. Khi nào chú quẩn, chú qua, chú thăm con với chú nghe. Hôm nay là 8 tháng 3 rồi đó nha. Ê, hai người họ nói cái gì vậy? Có ai hiểu gì không? Không. Không có tài chấm chân, chấm toàn thân luôn à. Làm như ám hiệu sao? Chỉ cần ngỏ cái là hiểu. Ê, cái gì? Có khi nào hai người họ yêu nhau không? Vậy anh tính nhà mình đẹp trai vậy sao mà yêu nó được? Đúng là tao thấy cũng được chứ bộ. Thấy mà cũng xinh lắm à. Ừ. Trời ơi, đẹp cỡ nào cũng không xứng với sếp của mình đâu. Anh sếp của mấy cô có gì ngon? Làm đi, làm đi. Tập làm đi. Thank you.
mình là con gái. Nó rất giống anh. Con đánh đi má thương nè. Trời ơi, sao mà nó khóc hoài vậy em? Dạ, chắc là em thiếu sữa nên con em mới bị đói. Má thương rồi, cháu. Em hỏi bác sĩ kỹ chưa? Thiếu sữa thì mình cho nó bú dặm, hay là nó uống thêm sữa bình có được không? Dạ, bác sĩ nói là được chị. Mà ngoan, em xanh cũng được mấy ngày rồi, sao chị không thấy người nhà nào lên với em hết vậy? Em muốn chị nhắn về quê cùng tụi em luôn. Dạ, chắc là không chị. Ba chồng em bệnh nằm một chỗ rồi, má chồng em phải lo săn sóc, không thể rời đi. Còn má ruột của em thì đã đi làm, không biết sống chết như thế nào. Chồng của em thì đi tù. Nhà của em hiện giờ đơn chiếc dữ lắm. Hoàn cảnh của em thiệt là tội nghiệp. Ngoan nha. Em cầm lấy số tiền này mà xoay sở, coi như là chị ứng lương cho em trước. Nhớ mua cái gì ăn mà bồi bổ, cho mau lại sức. Một chút nữa chị về chị mua thêm sữa hộp, rồi kêu mấy đứa thợ mang cho em. Em phải cho con bé nó bú đủ, đừng để nó mất sức vì thiếu sữa. Tội nghiệp con nhỏ lắm. Em cảm ơn chị. Chị tốt với em quá. Có gì đâu, em cũng hết lòng với gia đình chị mà. Đến đi con. Má thương nè. Chắc má đói nữa rồi đó. Đâu, ngoan nha con. Đâu đưa con gì ẩm ngoan nè. Ẩm lấy hơn cái nè. Dạ. Sao mà con khóc? Chắc là đói phải không? Nín ngoan. Chút nữa rồi má Hai mua sữa cho con bú đã luôn nha. Để má Hai đánh đòn má Thảo nha. Má Thảo hư quá. Nó dễ thương quá. Nó nghe là chị dỗ nó nín rồi nè. Con gái mà mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa là hết ý luôn. Mà không có người nhà như vậy, em sanh xong em về đâu? Rồi ai lo cho em? Dạ chắc là em sẽ muốn tạm một phòng trọ nào đó, đợi cho tới lúc con em cứng cáp rồi em sẽ đi làm lại. Một mình em liệu có được không vậy? Chắc được mà chị. Ông bà mình ngày xưa làm được thì em cũng sẽ làm được. Thương quá. Bé Thanh ơi, bé Thanh à. Kêu kìa. Bé Thanh ơi. Má Hai kêu kìa. Qua ẩm nè. Thanh ơi. Nè. Em thấy chị tính vậy có được không? Hiện tại thì hoàn cảnh của em thì khó khăn, mà anh chị thì hiếm muộn, đi hết nơi này tới nơi khác để cầu nguyện mà không thấy kết quả gì hết. Mà bé Thanh thì anh chị cũng quý mến như con vậy, nên anh chị muốn nhận bé Thanh làm con nuôi. Hy vọng nhờ phúc của em, anh chị sẽ được hoàn thành ý nguyện như lời thầy bói nói. Dạ, ơn của anh chị em không bao giờ quên. Cho nên việc anh chị nhận con của em làm con nuôi, em đâu thể từ chối. Anh chị đã bàn bạc kỹ rồi. Nếu em đồng ý thì anh chị sẽ gửi cho em một số tiền để em trang trải trong gia đình. Chị à, em không dám nhận tiền đâu. Làm như vậy giống như là em đem con của em đi bán vậy đó. Trời, sao em nói gì mà to tát quá vậy? Chỉ là theo ông bà mình, xưa bày nay làm, nhận lấy con nuôi thì phải hồi quả để lấy lộc vậy mà. Dạ. Nếu mà anh chị đã nói vậy thì em xin nhận. Thank you.
con mình. Từng từ, anh có hiểu cho em. Từng từ. Thảo ơi, có thơ với quê gửi lên cho em nè. Dạ, em cảm ơn chị. À. Thảo, có chuyện gì vậy em? Dạ, dạ không có gì đâu chị. Trời ơi, em làm sao vậy? Con nhỏ khóc nó muốn làm kinh nữa mà em còn không biết nữa. Đưa đây, em lấy khăn lau mát cho nó tạm thời đi. Mình đưa con nhỏ vô bệnh viện. Nhanh lên, chuẩn bị đi. Dạ, dạ. Thảo ơi, con xuống đây đi em. Bác sĩ, con của em sao rồi bác sĩ? Con em có bệnh gì không bác sĩ? Bé bị viêm gan siêu vi. Cần người nhà làm thủ tục nhập viện ngay để chúng tôi theo dõi. Nhập viện hả? Bệnh của con em tốn bao nhiêu tiền không bác sĩ? Khá tốn kém đó. Chị làm thủ tục gấp đi, không còn nhiều thời gian đâu. Cảm ơn bác sĩ. Không có chi. Chị ơi, sao chị khóc vậy? Không có gì, tại tôi nhớ là chuyện cũ thôi. Chị cần giùm tôi. Dạ. Thảo, anh muốn nói chuyện với em. Bữa khác đi, hôm nay em bận lắm. Hai mươi mấy năm xa cách, không lẽ em không dành cho anh được một giây phút nào sao? Đi. Quay. Rõ ràng ha. Bà con gì kỳ vậy? Bà con gì mà nắm tay người ta hả? Tại sao nắm tay chú Thảo? Trời ơi, cái ông này. Cái gì đi? Chuyện riêng tư của người ta, để người ta được tự do đi. Ông là ai? Tôi là xe ôm. Ê lộn, tôi là tài xế riêng của chú Tâm. Phải không chú? Đó. Ừ. Rảnh không? Rảnh. Uống cà phê, tôi bao. Còn chú Thảo? Tôi mời, tôi bao. Đi. Con đi nha chú. Con đi nha chú. Tân. Đi lẹ đi. Con đi trước nha chú. Tân. Đi qua bên này. Ngồi đây ha. Dạ, anh chị dùng gì ạ? Con cho một trái dừa, một cà phê đá. Dạ. Anh vẫn còn nhớ là em rất thích uống dừa. Em tưởng là anh đã quên rồi chứ. Làm sao mà anh quên được? 20 năm trong tù, anh chưa một giây phút nào nguôi nhớ về em. Anh nhớ từ dáng đi, dáng đứng, nụ cười, ánh mắt. Em là động lực cho anh sống, làm việc. Em có biết sau khi anh ra tù, anh tìm kiếm em vất vả như thế nào không? Em xin lỗi. Đã có những lúc anh mệt mỏi chuẩn. Nhưng nghĩ đến cảnh được gặp lại em, bao nhiêu mệt mỏi cực khổ tan biến hết. Dạ, cho em gửi nước ạ. À dạ.
Mày đi đi. Em muốn nước đi. Dạ. Đây, đây, đây. Hả? Chụp hình gì vậy? Giờ này em sống tự nhiên. Tôi đang chụp hình với Thảo. Bọn em chụp hình chơi thôi mà. Chụp ít thôi nha. Không chụp nhiều quá. Muốn chụp không tôi chụp cho. Chụp cái chị... Em ngại một mặt bậy chứ gì. Anh đã nghe chú Năm nói hết rồi mà. Năm đó nhờ tiền của em gửi về mà ba anh hết bệnh, sống thêm 3 năm. Thảo, cho dù mọi người có nói gì thì anh vẫn tin em, vẫn thương em như hồi mới có. À, mà sao anh không nghe em nhắc tới con vậy? Nó bao lớn rồi em. Anh nóng lòng gặp con của mình quá. Em làm sao vậy? Em không thích anh gặp con hả? Hay là em đã tái giá cho nên không muốn anh tới gặp? Em không có tái giá. Nhưng mà xin lỗi anh, em đã làm không tốt vai trò của một người mẹ như anh mong đợi. Con mình nó... nó chết rồi. Chết? Nó chết vì bệnh nhiễm siêu vi. Nó đáng ngờ quá. Bác sĩ kêu mổ nhưng mà em chạy không được tiền. Tội nghiệp cho em quá. Lúc con chết chắc là em đau khổ lắm. Vậy mà anh lại không có ở bên cạnh để an ủi cho em. Anh thật là đáng trách mà. Em không trách anh. Chẳng qua là do hoàn cảnh mà thôi. Em chỉ trách em, ngài đã không giữ được con cho anh. Không có chuyện dù sao thì nó cũng đã qua rồi. Đừng buồn nữa em. Hãy tin là sau cơn mưa trời lại sáng. Hai vợ chồng mình về quê làm lại từ đầu nha. Về quê làm lại từ đầu hả? Như trời thương, mấy năm nay anh làm ăn cũng khá. Giàu thì không có giàu, nhưng cũng không đến nỗi nghèo khổ cơ cực như ngày xưa nữa. Anh có một cái trại tôm ở dưới quê, anh nghĩ là nó cũng đủ khả năng để nuôi sống cho vợ chồng mình tới cuối đời rồi. Bây giờ anh sẽ tới xin chỗ cho em nghỉ việc, rồi mình về quê, vợ chồng mình hữu hỷ có nhau. Anh hứa sẽ bù đắp cho em một cuộc sống hạnh phúc. Rồi biết đâu em lại sinh cho anh những đứa con khác. Dạ hết rồi. Sinh con khác? Anh nói mỏng sợ người ta cười sao? Dạ gì? Năm nay em mới có 42 tuổi, dương sức sinh con khác cho anh. Không phải một mà là 2-3 đứa luôn. Ừ. Nè, em nhớ cái cô Trúc ở xóm mình không? Trúc ở cầu ngang, con của bà Hiếu bán tạp hóa phải không? Đúng rồi đó, bằng tuổi em. Dạ đúng rồi. Mà mới lấy chồng hồi năm ngoái thôi, bây giờ có bọc sắp sanh rồi đó. Đó em thấy chưa? Anh này, anh không có nói bậy đâu. Anh biết là ngoài 40 á thì sanh sẽ khó hơn người ta một chút, nhưng mà mình cố gắng thì vẫn có thể được mà. Anh đừng nói với bà má trước bàn thờ rồi, là bằng mọi cách là nhất định phải chiến cho được em, phải đền bù lại cho em những cái tháng ngày cơ cực đã qua. Nhưng mà liệu có được không anh? Nhất định là được mà. Tâm bây giờ không phải như Tâm ngày trước nữa đâu. Anh nói là anh làm liền à. Bây giờ uống nước xong, anh sẽ đưa em về gặp ông chủ của em, xin phép cho em nghỉ làm, rồi hai vợ chồng mình về quê làm lại từ đầu. Ngay bây giờ hả? Ờ. Em có biết là anh nhớ em như thế nào không? Nhưng mà gấp như vậy em chuẩn bị chưa có kịp. Hay là anh cho em 2 tuần nữa đi. Ừ? 2 tuần hả? Không, không có được đâu. Anh không có chờ lâu đến vậy được. Như vậy thì khoảng 1 tuần
tuần được không anh? Em thu xếp xong xuôi rồi về. Ờ cũng được, nhưng mà một tuần thôi đó nghe. Không có trễ hơn được đâu đó nghe. Anh buồn lắm rồi đó. Là thôi em cứ đi. Em cứ đi rồi anh út. À vậy vô đi. Dạ chào ông chủ. Ủa giờ này ông chủ chưa ngủ hả ông chủ? Ủa tao ngồi chần ngần một đống đây, mày hỏi tao chưa ngủ làm hỏi sao tao? Hỏi xã giao mà. Xã giao nhưng mà nó chết quất à. Không có đúng. Vậy con sai. Sai nhận khuyết điểm. Chứ mình nói khơ khơ gì sao được mày. Con nhận khuyết điểm. Ừ. Tìm tao có gì không? Bữa nay tao đang vui nè. Có gì nói đi. Sắp tới lễ rồi, tính lĩnh lương đi chơi với bồ phải không? Dạ đúng, nhưng mà cũng không đúng. Mày tính chơi chữ tao hay gì đây? Nói vậy tao biết rồi. Muốn xin nghỉ ngày về quê chơi lễ phải không? Rồi, giết mày luôn. Con công nhận ông chủ tâm lý thiệt á. Mà tâm lý mới có một nửa. Ủa sao phân nửa, còn phân nửa đâu? Đúng là cái vế đầu là ứng lương là có, vế sau nó trớt quớt. Trời ơi, thôi mày ơi, nói đại đi, lòng vòng tao mệt quá, tao đang vui nghe, đừng làm tao bực mình là tao cắt tiền lễ à. Thôi con vô thẳng vấn đề luôn. Vô đi, vô lẹ. Trời ơi, văn ly ti vô mặt con này ông nội ơi. Con lấy hơi mà. Mày lấy hơi thì quay ra ngoài. Thời gian gần đây á, ông chủ có thấy Du Thảo có gì khác không ông chủ? Bà Thảo hả? Dạ. Khác hả? Dạ. Ủa sao mày hỏi vậy? Thì ông chủ trả lời con đi rồi con kể ông chủ nghe. Mày rắc rối quá Tân à. Tao thấy bà là có trầm lắng hơn, ít muốn gặp mặt tao hơn. Con biết ngay mà, làm sao mà dám gặp mặt ông chủ? Ủa mày nói vậy? Mắc gì bà không dám gặp mặt tao? Trời, chú Thảo xinh đẹp nhà mình á, có bộ rồi. Thôi mày khùng quá mày ơi. Con nói gì chửi con khùng. Thì mày nói tao nghe, tức nhiên mày khùng chứ gì. Ông chủ hay quá, Du Thảo của mình có bộ. Tầm bảy tầm bả bà sợ lắm. Mày nhớ con bộ mày quá, mày quýnh rồi mày tưởng ai cũng vậy hả? Bà lớn tuổi rồi ai đeo đuổi bà làm gì? Trời ơi, nói có sách mách có chứng đàng hoàng. Đây, ông chủ nhìn đi. Nè, hình con chụp đó. Đó, hình con chụp chú với người đàn ông đó đó. Trời Phật ơi, mày chụp cái giống gì mà tao thấy toàn là lưng với ót không vậy mày? Của ông nào không vậy, không có thấy hình hài mặt mày gì hết vậy mày? Trời ơi, người ta chụp lén mà, còn sợ chú thấy, chụp vậy hên xui. Thôi mày ơi, kìa, ai đeo đuổi bả thì kệ bả chứ mất bớ để tao. Con sợ chú nhẹ dạ cả tin rồi bị người ta gạt. Nói cho ông chủ biết để ông chủ chỉ vẽ cho chú. Ai về ông chủ không quan tâm vậy thôi. Coi như là cuộc nói chuyện này chưa xảy ra. Ông chủ không quan tâm thì thôi. Con nhận khuyết điểm. Chào ông chủ. Ông chủ ngủ ngon. Ê, mày không có khuyết điểm đâu ta. Giờ tao tính mày về. Dạ sao? Xuống lấy xe, chở tao đi công chuyện chút đi. Chút tao ứng lương cho. Đi liền chứ. Ừ, à, lẹ nghe con. Dạ. À. Chọn cái đó không chủ? Mày đất ơi, cái gì đâu mà đi mấy vòng mà không chọn được cái nào vậy ông chủ? Bây giờ ông chủ nói đi, ông chủ mua tặng ai, đối tượng nào, bao nhiêu tuổi, để con tư vấn cho. Mày nôn quá, thôi mày đi đi. Giờ tao nói thiệt, tao cũng không biết người ta thích cái món nào. Lâu quá không có đi mua mấy cái món này, thấy mình lạc hậu quá.
Trời ơi, đó có gì khó đâu. Bây giờ quan trọng á là cái người nhận người ta thích cái gì. Mình mua quà mình tặng cho người ta mà người ta thích mới có ý nghĩa chứ. Ông nội tao không biết nổi. Thôi bây giờ ngắn gọn như vậy đi. Ông chủ tặng quà cho ai? Boy hay girl? Vậy mày cũng hỏi nữa. Ngày 8 tháng 3 này mày tặng cho ai? Mày nói tao nghe coi. Ông chủ tính mua quà tặng má con phải không? Mày rảnh quá, không dám tặng má mày đâu. Tặng cho bạn gái. Con quên, ông chủ làm ăn toàn là chân dài với hoa hậu không à. Bây giờ sắp tới giờ con nói chuyện với má con rồi. Giờ đưa tiền con đi, để con tư vấn má con, xong con chạy vô mua cho ông chủ, bảo đảm người đó sẽ vừa lòng liền. Được không đó? Được sao không được. Sáng mai con đem qua bảo đảm ông chủ con, ông chủ khoái liền. Giờ đi vòng vòng về nghỉ không ra đâu, rối lắm. Phải có người người ta tư vấn. Hứa thì phải mua coi cho được nha. Mà không phải chân dài chân ngắn gì hết á. Coi như là quan tâm với nhau. Ngày 8 tháng 3 tặng món quà vậy thôi. Mày không có tưởng tượng chân dài chân ngắn nha. Chắc chắn sẽ làm cho người đẹp ông chủ hài lòng. Quan trọng là kinh phí mình mua quà sao nữa. Chứ mà đưa yếu quá thì mua chắc người ta cũng không vừa lòng đâu ông chủ. Nhiều được không? Mua cho có giá trị một chút. Ủa ông chủ, mình mua đồ giá trị rồi lỡ mà nó dư dư ra thì sao ta? Cho mày. Ừ, bảo đảm sẽ hài lòng. Chơi đẹp mày luôn á. Chào chú Năm. Chú Minh. Khỏe không? Khỏe, chú khỏe không? Trời ơi, ba cái chuyện này để tụi nhỏ nó làm. Chú làm gì? Tôi có già nhiều đâu chú. Lợi nhuận là lợi nhuận chung, trách nhiệm cũng là trách nhiệm chung. Và lại thấy con tôm lớn nhanh á, tôi mừng không ngủ được chú Năm à. Dù chị Đoan không dám nói ra, nhưng mà trong bụng bà con ai cũng mừng. Chắc chắn vụ tôm này mình sẽ được mùa mà còn được giá nữa đó. Các mối lái tôi đã thông tin trước rồi. Trước giờ sổ tôm á, người ta sẽ có mặt với đầy đủ phương tiện thu mua. Lúc đó mình chỉ cần coi cân và ghi số. Chú với thằng Tâm thiệt là giỏi nha. Không có thấy tình bạn nào mà quý như chú với nó hết. Bà con ở đây ai cũng nói là thằng Tâm nó có phước. Vừa ra tù là có bạn giúp đỡ làm ăn rồi hả? Thôi với chú Tâm có duyên đó chú. Vì có duyên lắm đó, cho nên có sự đồng lòng của bà con mình ở đây. Đặc biệt là phải có duyên với con tôm nữa chú. Điện thoại kìa. Quá, người mình mới vừa nhắc gọi điện về nè chú. Vậy hả? Tâm hả? Mở loa ngoài cho tôi nghe với chú. Alo, anh nghe nè cậu. Dạ, có tin mừng rồi anh ơi. Em giáp mặt vợ của em rồi. Thiệt hả? Vậy thì mừng quá. Chừng nào dẫn vợ về ra mắt anh đây? Dạ, Thảo nói là một tuần nữa. Em mừng quá trời anh ơi. Anh cũng mừng. Bà con mà nói với cùng Mạnh ha anh. Tên tôm có được không anh? Chú Đâm nè, Mạnh hết. Đừng tháo nước sổ tôm rồi. Dẫn Thảo về coi đi con. Bảo đảm. Con thấy tôm bằng ngón tay cái vậy. Tưng tưng vậy. Anh là đồ mê luôn đó. Trời, đã dữ vậy ta. Nói với nó đó, là chú với bà con gửi lời thăm nó nghe không? Ai cũng mong mỏi nó về hết trơn á. Dạ, con cảm ơn chú Năm. Con nhất định là con sẽ đưa vợ con về. À, nhưng mà con của con thì chuyện đó chú biết rồi con. Ủa, sao chú biết vậy? Tại thêm năm gái mày, lúc mày mới về sợ mày buồn không có dám nói ra. Thôi chú xin lỗi nha. Dạ, không có gì đâu chú. Con cũng đã bàn với Thảo rồi. Tụi con sẽ cố gắng để sanh một đứa khác. Nói vậy chứ cũng còn tuổi để sanh được mà chú. Nghe con nói vậy chú cũng yên cái lòng ha. Buồn mà mấy tuổi rồi không còn khỏe nữa đâu nghe con. Dạ con biết rồi. Dạ thôi con cứ bái nha. Dạ.
Alo, chị nghe nè. À chị nè, ít bữa nữa em về quê rồi. Anh chị ở lại mình giỏi nha. Nè, sao về sớm vậy Khang? Tôm sắp xuất trại rồi, em về phụ anh em thu hoạch chứ. Chuyện làm ăn của em chị không có cản, nhưng mà em nhớ ghé chị, để chị gửi ít quà về cho bà con nha. À, dạ, dạ, nếu tiện đường thì em ghé, còn không tiện thì thôi, cứ để dịp khác đi chị. Phải ghé. Biết đâu chị quá gian em đi về quê rồi sao? Ủa, vậy à, nếu vậy thì em ghé, chị cứ yên tâm đi. Nè, chị đừng có gạt em đó nha. Chị không có gạt em đâu, vậy nha. Rồi, tạm biệt em. Không biết bên kia ông già Tâm làm ăn sao nữa. Ông kiếm được vợ chưa mà im re vậy cả. Alo, tôi nghe đây. Ông Tâm, kiếm được vợ chưa? Tôi kiếm được rồi. Trời ơi. Nè, được rồi sao không báo cho tôi biết? Làm cho người ta ngày đêm thấp thỏm lo lắng. Tôi mới gọi điện báo tin cho anh Minh như bà con ở dưới biết. Liên cái là tôi gọi điện cho anh mà không có được nè. Còn bà chẳng trách nữa. Nói giỡn vậy thôi chứ trách móc gì. Kiếm được Thảo là tốt rồi. Nè, chừng nào ông dắt vợ về quê vậy? Hay là sẵn xe tôi cho qua nhà luôn. Nè, kỳ này phải làm đám cưới lại, để tôi và bà con nữa đó nghe. Nghe ông nói là tôi nôn quá trời à. Tôi nói thiệt với ông nha, Thảo mà chịu á, sáng mai tôi về với ông luôn á. Ông nói gì kỳ vậy? Phải chi mà Thảo chịu là sao? Có chuyện gì à? Không có gì. Thảo nói là để sắp xếp cái đã. À quên, cho ông biết chuyện này. Hai mươi mấy năm rồi á mà Thảo vẫn còn làm việc cho ông Du nữa nghe. Hả? Ông Du? Ông nói ông Du? Thảo đó. Sao kỳ vậy? Tôi thấy có gì đâu kỳ. Thảo giỏi giang, thiệt thà, lại hiền lành. Một người như vậy kiếm đâu ra? Dĩ nhiên là chủ phải giữ lại rồi. Tôi không có nói chuyện này. Tại vì bữa trước ông Du nói dối, chắc có nguyên do gì đó. Mình phải nói cho ông Tâm biết, cứ tìm hiểu coi sao. Alo. Ông nói hôm trước cái gì? Tự nhiên đang nói cái ngân ngang vậy? À không có gì. Tôi nói là chắc tôi không có đành lòng về trước. Chắc phải đợi ông thêm vài ngày nữa. Chừng nào ông xong công việc tôi chở ông về luôn. Được vậy rồi còn gì bạn. Tôi chỉ sợ bỏ anh Minh một mình ở dưới thôi à. Không sao đâu. Anh Minh có gọi điện báo cho tôi biết á, khi nào lo xong việc của ông rồi tôi mới được về. Thiệt hả? Thiệt mà. Thôi nha, bữa khác gặp tôi nói chuyện nhiều hơn. Vậy tôi cúp máy nghe. Chị Thảo còn làm cho ông Du. Vậy mà bữa mình ghé mình hỏi ông nó không biết là sao ta. Bữa đi dự tiệc cũng không thấy Thảo đâu. Rõ ràng là ông Du ông cố tình giấu chuyện này nè. Mà tại sao phải giấu chứ? Sao kỳ vậy cả? Thấy nó mới ra tù, sợ nó chịu không nổi cú sốc này, nên bà con dặn nhau giấu. Cũng muốn chuyện này để tự con Thảo nó nói ra thì đúng hơn. Vậy tại sao Thảo mất liên lạc với gia đình và không liên lạc nữa từ lúc nào vậy chú? Thảo nó rất biết điều, hiếu nghĩa. Nó lên Sài Gòn làm rồi, tiền lương tháng nào nó cũng đều đặn gửi tiền về cho anh chị Tư qua đường bưu điện. Anh Tư nhờ số tiền của nó mà sống được 3 năm nữa. Vậy à? Nhưng từ đó con Thảo nó cũng ít về, mà nó có về cũng vội vàng trở lên thành phố. Nó không cho mọi người biết là nó đang ở đâu. Điều này làm cho mọi người nghi ngờ con người đồn nó làm bé cho ai ở trên Sài Gòn á. Vậy nữa. Nhưng mà dù ai nói gì nói, chị Tư vẫn một mực thương yêu nó. Trước khi chết chỉ viết di chúc để lại tất cả nhà cửa ruộng nương cho con Thảo đứng tên. Nhưng sau khi về ăn táng má chồng, con Thảo ra quỹ ban làm thủ tục chuyển hết quyền sử dụng đất lại cho thằng Tâm. Ủa Thảo, tới chơi hả con? Con ngồi con. Nè nè, bà xích qua cho cháu nó ngồi. Con chơi con. Con. Dạ. Thưa chú Tím,
vừa lên ủy ban, ủy quyền toàn bộ phần tài sản trong di chúc mà má chồng để lại cho con. Con sang tên qua cho anh Tâm. Con nghĩ mình đi giúp việc nhà mà mang theo giấy tờ này á thì nó bất tiện lắm. Bữa nay con qua bên đây, con nhờ chú giữ giùm con, rồi khi nào anh Tâm về thì đưa cho anh ấy. Chú Tiến làm ơn giúp giùm con. Thôi ba, cái chuyện này quan trọng lắm, chú không có dám nhận đâu. Nghĩ lại đi con, bây giờ con chỉ có một thân một mình, không phải nuôi ai. Ở nhà làm ruộng thì chắc cũng có dư, đi làm cho người ta dù sao cũng không bằng mình ở nhà làm chủ lấy mình. Có người ra vô thờ cúng ông bà, đốt nhang nhà cửa mới ấm cúng. Dạ con cũng biết như vậy, nhưng mà con còn cách nào khác hết á. Chú Tiến thương con thì chú giữ giùm con cái này, chứ con bây giờ không thể ở lại đây làm ruộng được nữa. Con nói thiệt đi, có phải ở trên Sài Gòn con làm bé cho người ta nên con không dám về quê phải không? Bà đi nói cái gì kỳ vậy? Người ta đồn khắp sớm thúi tay tôi kìa, tôi có đặt điều đâu. Tại tôi muốn xác minh lời đồn có đúng hay không. Nếu không phải như vậy, con về nhà ở đi, chứ để cho thiên hạ dèm pha lời ra tiếng vào, làm tôi thấy bất mãn cho dòng họ mình quá. Dù ai có nói gì thì con cũng không thể ở lại nơi này được đâu. Chú Tiến cho con, cho con gửi lại cái nhà. Chú Tiến dòm ngó giùm con. Nói thiệt, bây giờ con chỉ còn có chú Tiến là ruột thịt thôi. Tôi thấy cách xử sự của Thảo có gì đó không được bình thường. Chú Năm có thấy không? Ồ, từ sau bữa đó con Thảo đã ít về quê hẳn. Mỗi lần về mọi người soi mói nguýt thấy, nói ra nói vô, nên 7 năm nay nó không có về. Thôi giờ cũng trễ giờ rồi, để bà chờ. Rồi chú cứ làm đi nghe. Rồi về được mai nói chuyện. Rồi chú về nha. Ông chủ, đây quà đây, bảo đảm chất lượng không đụng hàng, thể hiện tràn đầy tình cảm. Gì trong đó? Có gì bậy bạ không? Bỏ bậy bạ trong tôi giết mẹ. Trời, giỡn hoài ông chủ sao bậy bạ được. Trời, cái này vừa thanh lịch, vừa bí ẩn, vừa sang trọng, vừa romantic. Nói chung là ok lắm ông chủ ơi. Phải không? Yên tâm, con tư vấn má con rồi. Má con nói muôn vậy được. Vậy là anh có hỏi bác hai rồi phải không? Nghe nói anh nghe kỳ kỳ quá. Giỡn chơi với mày thân nghe thân. Cảm ơn nha. Ủa, cái này mua tặng bạn gái hả ông chủ? Bạn gái cái đầu mày chứ bạn gái. Cái này tao mua giùm cho một người bạn. Mày tối ngày đốn mò không à? Ông chủ, bạn ông chủ tên gì lạ vậy ông chủ? Tên gì mày hỏi chi? Mày chỉ biết bạn là được rồi. Tên bạn. Ừ. Được không? Ngại thì thôi con không hỏi nữa. Nhưng mà con bảo đảm với ông chủ là người mà nhận cái món hàng này á, là phụ nữ thì là chắc chắn người ta sẽ thích. Phải không? Phải. Má con còn thích mà. Thôi nhiêu được rồi. Ra ngoài đi để tao làm việc. Mày đứng đây ngồi tao chóng mặt lắm. Ủa vậy chị con xong hả? Thì xong rồi. Coi như bữa nay mày có công rồi đó. Tự do một ngày mày muốn làm gì mày làm. Có công? Ừ. Mà không thấy thưởng ha. Cái đó từ từ, xong chuyện rồi mới thưởng. Thưởng trước khó sao mày? Hứa hoài luôn. Nếu có tặng người ta, người ta có hài lòng hay không? Bây giờ lập chụp thưởng mày rồi, người ta không hài lòng thì không lẽ tao đòi lại? Kiếm một người yêu đúng là không dễ chút nào. Nhưng mà bỏ qua chỉ thiệp chút như vậy cũng được rồi. Chắc là Hoàng Tuấn cũng tự một bà gạt người thôi. Mình không tin là anh ta giỏi hơn mình. Trong vòng một tuần có thể tìm được bạn gái. Ủa? Bạn trai đâu rồi?
Sao đứng đây mình dở? À, chắc là bạn trai của cô bận quá, chỉ có đủ thời gian gửi cho cô hoa trà thiệp thôi đúng không? Bây giờ sao? Bây giờ không có bạn trai, giờ có hoa nói chuyện với hoa cho đỡ buồn. Nói chuyện với hoa cũng khó nói. Em đợi anh làm việc xong hai đứa mình đi chơi ha. Dạ. Nói chuyện với hoa cho đỡ buồn. Đáng ghét thiệt. Sao mình ngu dữ vậy? Ngu. Mình quên mất con Bích Trâm nè. Vì mình thua hắn 1-0 rồi. Sớm người ta nói với tôi á, dạo này bà có cái ông nào đó đi theo tán tỉnh định mò bà đó không? Bà liệu hồn đó, đi mà tôi chơi bà đó. Anh, xin trả đi nha. Chỉ đi chỗ nữa thôi. I'm not sure.